Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đã đến với trang Chiến Bùi. Hôm nay thì mình lên giao lưu với anh em hai cây thắt lưng Man Bằng. Hôm trước thì mình đã có giao lưu với anh em một vài cây thắt lưng Man Bằng và hôm nay mình đặt thêm hai cây, và theo cái nhu cầu hôm trước cũng có khá là nhiều anh em hỏi thì hôm nay mình lên hai cây. Những anh em chưa đăng ký kênh của mình hãy ấn nút màu đỏ ở phía dưới để mỗi lần mình có video mới nhất anh em sẽ cập nhật được. Và trên phần ở phía dưới phần hiển thị thêm thì mình có ghi đầy đủ các thông tin của mình: Facebook, Zalo, địa chỉ ngân hàng, địa chỉ nhà. Nhiều anh em có hỏi mình cửa hàng đâu, là mình thông báo lại anh em là mình không có cửa hàng, mình bán chủ yếu là bán online giao lưu cùng với anh em. Ở đây là có cái hộp của nó Man Bằng này. Đó. Đây là có cái thông số của nó, các thông số mã vạch. Cái này mình order qua dịch vụ, nó không có bill và ấy, nhưng mà hàng là đảm bảo chính hãng anh em nhé. Những chiếc Man Bằng thắt lưng Man Bằng mình bán đảm bảo chính hãng, chứ còn anh em, nhiều anh em hỏi bill thì nói thẳng là không có bill, bởi vì thực ra có những cái vấn đề thông qua bên thứ ba trao đổi bằng mail đó, có nhiều cái bill nó không hay thì anh em tin tưởng thì mua, còn cái về cái phần mình thì cam kết là hàng chính hãng, giá cả thì công khai, anh em tham khảo mua được ở đâu thì mua, bởi vì cái sản phẩm Man Bằng nó bán rất là nhiều. Đây là cái thẻ của nó. Hôm trước thì mình cũng bán khá là nhiều Man Bằng, có một vài anh em hỏi mua và cũng có tham khảo một vài bên, thì mình cũng tò mò mình đi hỏi một vài điểm bán Man Bằng. Đây là cái sổ của nó, thì mình thấy là cái hộp sổ của họ cũng khá là giống cái hộp sổ của mình, cái thậm chí họ có cả bill bán hàng nữa, bill bán hàng. Mình thì bán với cái chiếc này thì giống như với lại hôm trước thì là giá là 5,5 triệu, thì cái một vài bên bán mình có nhớ cái nick đó là nick Phạm Nhi, hàng chuyên US gì đấy, cũng bán những cây Man Bằng nhưng mà cái mặt nó khác, quái của mình có 4,250,000 thôi, mình bán 5,5 triệu. Cái này nó có hai cái đĩa anh em nhé, một cái đĩa màu nâu, một cái đĩa màu đen ở đai lưng. Còn đây là cái sản phẩm. Thì hôm đấy thì mình cũng vô tình mình vào mình hỏi thôi, xem như thế nào, đồ đạc như thế nào, thì bạn gửi có mấy cái ảnh chụp cùng với lại cái giá là 4,250,000, ship tận nơi, check, đảm bảo hàng store out. Thì mình cũng có nói là để một vài hôm mình suy nghĩ, thì hai hôm sau thì bạn ấy có gửi một cái tin nhắn là hàng của em chỉ còn 2 cây, em mua trước 98 euro thì nó khoảng hơn 3 triệu, thì bây giờ em xả còn 2,250,000. Có nghĩa là hôm trước thì 4,250,000, hôm sau thì là 2,250,000, như vậy là lỗ mất 2 triệu. Thì về phương thức bán hàng thì như là mình là một người bán hàng thì không có lý do gì mà mình phải bán lỗ như thế cả, trong khi cái tệp khách hàng của mình rất là nhiều. Ví dụ như là những cái hàng đấy là nó mang tính chất là theo series, nó là một mặt hàng, nó chạy khi mà bạn đã chạy quảng cáo, bởi vì cái trang của bạn nó như thế là bạn đã chạy quảng cáo. Bởi vì những người mà đánh chữ Man Bằng lên thì cái ADS, có nghĩa là những người mà chạy vào tệp khách hàng, những người có nhu cầu tìm kiếm Man Bằng, hàng ngày nó sẽ hiện cái sản phẩm đó trên cái tường Facebook của bạn, và hoặc là những cái trang mạng mà đánh trên Google là tìm kiếm về Man Bằng là nó sẽ hiện lên. Thì vấn đề đấy là thứ nhất là mình thấy không đúng lắm, và mình cũng có hỏi một người bạn thì cũng hỏi bên đấy, hôm trước thì hỏi Man Bằng mình và cũng hỏi bên đấy, và cũng cái tin nhắn dường như là được soạn sẵn, cũng trả lời bạn như thế, cũng là hôm trước là 4,250,000, hôm sau để suy nghĩ thì là hôm sau là 2,250,000, cũng nguyên văn EC là em bán lỗ, em còn đúng hai cái. Thì thật với anh em là ví dụ như cái bài mà bán hàng mà cứ bảo ôi em còn đúng hai cái cuối thôi em xả lỗ, thì thật là cái bài đấy nó quá là quê rồi. Bài đấy bây giờ không ai người ta làm, ví dụ hay làm một vài hàng quần áo hoặc một vài cái mặt hàng ngoài phố, anh em thấy là suốt ngày là trả mặt bằng, giá thanh lý, đặc biệt là các hàng quần áo lúc nào cũng trả mặt bằng.
thanh lý, rồi thanh lý hết mùa. Cái điều thanh lý hết mùa thì mình thấy được cái sale thực sự nó ở đâu. Ví dụ như là gần Tết, hết mùa hoặc là gần Tết thì mình thấy ở trên các cái phố, ví dụ như hàng bông hay là một vài shop họ xả cái giá, phải nói là cực kỳ rẻ. Cái giá nó cũng chỉ xem gần, có nghĩa là lãi chắc thì một 20.000 với bộ quần áo mà họ họ mua về thôi. Bởi vì cũng gần Tết họ cần thu hồi vốn. Riêng cái mặt hàng quần áo thì không được tồn, bởi vì nếu mà một tồn hàng từ năm trước sang năm sau thì nó rất là nhiều vấn đề, và tiền nó để một chỗ rồi nó lỗi mốt, nó lỗ, nó không giống như các mặt hàng khác. Ví dụ như mặt hàng thắt lưng này, như thế này, mặt hàng thắt lưng này thì nó là bốn mùa, lúc nào nó có nhu cầu, và cái series hàng thì là mã hàng của các cái hãng như Montblanc này thì nó chỉ có một mã như thế thôi, nó chỉ có 5-6 mẫu như vậy thôi, nhưng mà nó chạy mã như thế, việc gì phải xả lỗ. Nó có như là mặt hàng thời trang quần áo đâu. Đó là ví dụ những cái anh em nên mua hàng nên tìm hiểu kỹ. Ở đây mình sơ qua về cái thắt lưng Montblanc. Cái thắt lưng Montblanc thì cái dây của mình nó khá là dài. Đây các cái biểu tượng là bông tuyết trắng, anh em nhìn thấy bông hoa tuyết trắng là phủ trên đồi, trên núi Montblanc, một trong những ngọn núi cao nhất của châu Âu với độ cao là 4.810. Anh em ví dụ như mà chơi về bút thì anh em có nhìn thấy cái số hiệu là 4810, cái đó không phải là số limited gì cả, mà cái số đó là chỉ cái độ cao của ngọn núi Mont Blanc là 4810 m, là ngọn núi là cao nhất là của châu Âu. Đây là trên của nó nói chuyện các cái mộc của nó đây. Trên là Mont Blanc đó. Và cái hàng này là mình nói là hàng chính hãng nhé, nó không phải là hàng hàng fake. Dây nó còn khá dài, dây nó khoảng dài khoảng 1 m. Và nó có hai cái đĩa của nó là một cái đĩa nâu và một cái đĩa đen. Giá giao lưu của mình là 5,5 triệu mà mình có hai cây. Có một cái đặc điểm nữa là có một cái đặc điểm nữa là cái túi của nó, ban nãy mình có vô tình nhìn thấy thì cái này thì mình sẽ trao đổi với anh em. Đó là cái túi nó có chữ ghi là Made in China. Đây, trong cái túi là Made in China. Đó. Thế nhiều anh em hỏi là tại sao cái thương hiệu, một thương hiệu của Đức mà lại sản xuất tại Made in China. Thì anh em nếu mà chơi về đồng hồ, anh em có thể là gặp rất là nhiều cái bot của đồng hồ Thụy Sĩ. Ở ngoài nó cũng ghi là Made in China. Đồng hồ Pháp cũng vậy, hoặc là đồng hồ của Nhật. Tại sao là những cái bot, ví dụ cái hộp như thế này chẳng hạn, cũng nhiều cái hộp nó để Made in China ở ngoài. Thì là cái sản phẩm đấy, là liệu là cái đồng hồ đấy nó có phải sản xuất là chính hãng là Thụy Sĩ, chính hãng là Đức, chính hãng là Pháp hay là chính hãng là Nhật không? Thì xin trả lời với anh em như thế này. Ví dụ như một vài vật phẩm mà nó mang tính chất phụ kiện, ví dụ anh em chơi hàng thời trang hay là ở Mỹ, ví dụ một vài mặt hàng thời trang như ví dụ như là Michael Kors hay là một vài hãng Dior, LV, tất cả những cái túi như thế này, những cái sản phẩm gia dụng như thế này thì không ai ăn được về giá thành đối với Trung Quốc cả. Mà những cái chiếc này thì nó có ảnh hưởng đến lại thương hiệu, đến cái chất lượng của cái sản phẩm không? Cái chất lượng sản phẩm cuối cùng là cái gì? Là cái thắt lưng của chúng ta, nó là cái này. Đó. Nó là cái này. Chất lượng cuối cùng nó là cái này. Còn những cái phụ kiện nó đi theo, ví dụ như cái này, cái túi này chẳng hạn, cái túi này này, thì anh em nếu mà chơi về đồ thì anh em biết rồi, tất cả mọi thứ, những cái đồ như này không ai vượt về Trung Quốc về giá thành được cả, cho nên là giảm chi phí giá thành, người ta thường đặt những chiếc hộp như thế này hoặc như thế này ở bên Trung Quốc. Anh em có thể thấy là rất nhiều sản phẩm. Nếu anh em chỉ chơi một hai đồ thì cái đấy là nên là khi mà mình nhận được cái bot như này, hôm trước thì mình không để ý ở bên trong như thế này đâu, bởi vì thực ra là ví dụ chơi hàng mới thì anh em cứ order ở những cái shop, những cái store nó uy tín là ok. Chứ còn nó không như hàng cũ. Hàng cũ thì ví dụ mình còn phải tinh ra, mình phân biệt đời nọ đời kia, nó lie. Hay là như ví dụ hàng mới thì hàng fake thì phải công nhận là rất tinh vi. Chính là vì điều đấy cho nên rất là anh em là rất là nhiều người bị dính. Chính vì thế là mình khi mà mình trao đổi với anh em thì cái sản phẩm này về Montblanc này thì anh em cần thì mình sẽ chụp ảnh qua.
Và hôm trước mình cũng đã bán một vài cây rồi, hôm nay mình về thêm hai cây nữa thì để nói rõ với anh em nó là như thế. Thế còn ví dụ bây giờ là nhận đồ đến xong không là bảo cái này nó made in China thì cái sản phẩm kia là made in China thì nó là không đúng. Thực ra những cái sản phẩm về man bằng lăng như thế này thì mình thường bán kèm giao lưu cho vui cùng anh em, bởi vì mình cũng không chuyên về cái mặt hàng này lắm, mình bán về Vintage nhiều nhưng tuy nhiên là cái nhu cầu của anh em cũng nhiều, anh em thích và chơi ủng hộ này. Thì những anh em nào thường xuyên mua hàng của mình thì biết rồi, thì nếu mà tốt mình thì thích anh giao lưu với lại những anh em quen những cái sản phẩm như thế này, biết người biết mặt nó dễ. Còn với những anh em lạ nếu mà ngại thì anh em ra shop mua hoặc là mua ở những nơi khác thì nó sẽ dễ hơn cho anh em. Còn mình cũng chỉ có hai cây măn bò lăng này, nó cũng không phải là cái nặng nề lắm. Nhiều khi kể cả anh em không mua được hay là không ấy thì mình cũng lâu lâu nếu mà ấy thì mình cũng bỏ mình dùng chẳng hạn, nó cũng không phải là vấn đề lớn. Bởi vì cái sản phẩm như thế này thì nó cũng không không phải là cái sản phẩm nó quá nặng về vốn, mình chỉ có hai cây thôi. Phiên hôm sau thì có một phiên luxury về kính, nó giá của nó cũng khá là cao, trong đó có một vài cây Diamond Heart, một vài cây Tướng Quân, một vài cây những cây bọc 550, có cả cây Ray-Ban Gold, cây Ray-Ban Gold bằng vàng đúc 14K, một vài cây Plesios, một vài cây Outdoor Man, một vài cây Olympic. Trị giá của cái phiên luxury ấy nó khoảng hơn 300 triệu, tiền kính nó xem khoảng tầm đấy, khoảng hơn 300 triệu. Thì mình sẽ lên vào cuối tuần này giao lưu của anh em. Hôm nay cũng có hai cái niềm vui rất là vui nho nhỏ cá nhân. Thì hôm qua cũng khoe với anh em làm có cái mắt kính Ray-Ban cận, đây là cái mắt Ray-Ban cận mà hôm qua mình đã khoe với anh em, một cây xanh đồng uống RB3. Cái này là cây Ray-Ban mắt cận anh em nhé, chứ không phải Ray-Ban mắt thường. Mắt thường nó cũng y xì như thế này thôi, nhưng mà khi đeo này là mắt cận. Hôm nay mình đi đường đeo cái này rất là thích. Và anh em có thể để ý là cây này là cây thập kỷ năm bao nhiêu ạ? Đây, để mình lia qua. Nếu mà anh em đã nhìn thấy cái ve đá như thế này thì cái ve đá như thế này thì là nó ở thập kỷ những năm 50 rồi. Cái chuôi của nó là chuôi thon chứ không phải chuôi ve đá. Nếu mà ve ve đá, chuôi đá thì là năm 50, năm 40. Còn nếu mà là ve nhựa, chuôi nhựa thì nó là năm 60. Và đây là một cây kính bọc, nó rất là đẹp. Mình hiện nay mình đang có hai cây, một cây mình đang để lại để phiên luxury mình sẽ lên, còn cây này mình để sử dụng. Có lẽ một vài ngày nữa thì mình cũng sẽ kiếm một cây Outdoor Man bọc vàng, mình sẽ vào nốt cái cây vào cái mắt xanh đen của mình. Hôm nay cũng có một cái được một người bạn chơi trà tặng một cái chén nó rất là đẹp. Anh em có thể nhìn thấy trông nó rất là xấu xí nhưng mà đây là chiếc nếu mà ai chơi về trà của Nhật thì đây có thể nhận thấy là đây là Bizen Hỏa Biển Ánh Kim. Nó là một trong những sản phẩm, nó cũng đây là một trong những sản phẩm mà thực ra là anh em trà đạo một người có thể nói là ảnh hưởng tới mình việc chơi trà, cũng là một khách hàng chơi mua đồng hồ mình khá là nhiều, sau đó thì mình có tặng mình một bộ Satsuma của Nhật và mình bắt đầu chơi trà từ đấy. Bộ Satsuma thì nó chỉ mang tính chất là tượng trưng và trưng bày ở trong gia đình thôi, còn ví dụ về chơi trà thì anh em mình nên chơi về từ xa, chơi về từ xa của Trung Quốc. Và hiện nay thì mình chơi một vài loại trà của Trung Quốc giống như là Phổ Nhĩ này, Ô Long Thiết Quan Âm, Ô Long Nhân Sâm, Mao Phong. Phổ Nhĩ thì có Phổ Nhĩ sống và Phổ Nhĩ chín. Hôm vừa rồi thì bạn ấy cũng có tặng mình Tà Xùa, San Tuyết Một Cánh. Còn trà ngoài miền Bắc thì mình có dùng trà đinh của Thái Nguyên, Đinh Ngọc. Đinh Ngọc thì rất là đắt nhưng Đinh Xuân thì lại rẻ bằng 1/3. Đinh Ngọc thì nó rơi vào khoảng trên 4 triệu, Đinh Xuân thì nó chỉ khoảng 1,2 triệu, 1,5 triệu, nó tùy vào cái chất lượng của mỗi loại trên một cân. Còn Phổ Nhĩ cũng vậy. Thì cũng rất là cảm ơn những anh em mà đã giao lưu đồng hồ, giao lưu bật lửa, kính bút rất là nhiều anh em quý và tặng những cái sản phẩm như thế này.
cũng rất là cảm ơn và trân trọng anh em những tình cảm dành cho mình. Mình cũng có một anh ở Đồng Nai cũng mua rất là nhiều nhiều đồ của mình. Anh cũng tặng rất là nhiều về cà phê. Hôm lúc trước là tặng đến 7 cân cà phê về quê anh ở Đắk Lắk, uống cà phê cũng rất là ngon. Đấy. Trên tinh thần giao lưu thì cũng rất là cảm ơn mọi người. Những cái sản phẩm, những cái vật phẩm mà tặng mình không biết là đắt hay rẻ nhưng mà nó mang ý nghĩa tình cảm rất là nhiều. Vâng, xin cảm ơn anh em và hẹn gặp anh em ở những cái phiên sau, và đặc biệt là phiên kính luxury, một phiên kính lên toàn những cái kính đỉnh cao của Ray-Ban. Rất mong anh em quan tâm theo dõi và ủng hộ phiên kính ấy. Mình cũng mất khá là nhiều tâm sức để mua kính ở nước ngoài ở nhiều trang mạng từ Mỹ, Nhật cũng như một vài trang mạng của nước ở những các nước khác để tập hợp về. Hy vọng là anh em sẽ theo dõi và ủng hộ. Xin cảm ơn.